Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người, mình là Zerod và chào mừng mọi người đã quay trở lại. Minecraft của mình. Hôm nay mình muốn chúng ta làm cái video Minecraft một bản update phiên bản 1.15 trong Minecraft. Đây vẫn là snapshot thôi nhưng mà nó đã cập nhật một cái thứ mình thấy rất là hay. Đó chính là những chú ong trong Minecraft. Như các bạn đã thấy, đây là những chú ong trong Minecraft. Và chúng ta sẽ cùng tìm xem cái này, những chú ong này có thể làm được gì ở trong Minecraft, ok. Và bây giờ thì hình như con ong thì phải có lấy mật. Mình biết một điều đó, các bạn để như thế này. Để như thế này. Đấy, để như thế này á. Các bạn có thể dụ ong bằng ong hoa nữa tất nhiên. Và ok, nó không thèm lấy mật ở đây. Mình sẽ đặt thêm vài con mày nè, đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Mình vừa mới đặt xuống thôi, nó đã bay tới lại sát bên chỗ này để mà lấy mật rồi. Đấy, bạn nhìn đít của nó này. Đấy, nhìn đít của nó này. Nếu mà cái đít nó màu nâu bình thường ấy thì có nghĩa là chưa có mật ong. Nhưng mà nếu mà đít của nó biến giống như thế này này, các bạn chờ một xíu, mình cũng sẽ trồng. Đấy, đấy, khi đi của nó giống dính mấy cục shit vậy thì nó đã có một ong rồi. Và các bạn chỉ cần chờ việc đó chính là chờ nó về tổ, chờ về càng nhiều càng tốt. Thì các bạn có thể chế tạo được một cái, khi nó về tổ thì các bạn sẽ chế tạo được cái gọi là beehive, đúng rồi, beehive đây. Các bạn sẽ chế tạo một cái beehive. Mình thật sự cũng không biết cái này có tác dụng gì nữa, nhưng mà các bạn nào biết beehive có tác dụng gì không, bình luận phía giúp mình. mình thật sự mình cũng không biết beehive có tác dụng gì hết. Và đấy, đặt thế này đi. Đấy, mấy con ong đi vô rồi, thoải mái nha. Đã thêm nhiều ong nữa. Ô, con ong nhỏ kìa. Ôi dễ thương vậy. Wow, đây là một cái điều mà mình rất là thích trong phiên bản 1.15 nha. Có những con ong nữa, mình không biết phiên bản 1.15 thì nó sẽ khác gì. Nó ngoài những cái update này thì nó sẽ khác gì những phiên bản trước. Nhưng mà mình, cái cập nhật chính là những chú ong trong Minecraft. Oh my god, mình kỳ tích. À, mà nếu các bạn sử dụng tay để mà đánh cái này thì các bạn sẽ bị ngủm đấy, mình khá chắc luôn. Đấy, nếu bạn, cái này đánh cực kỳ dễ. Nhưng mà các bạn phải cần có cái skill touch. Ok, mình có thể thử cho các bạn xem qua một cái. Bụp, chết. Đấy, các bạn có thể thấy. Oh my god, đó không phải tổ của mày. Ow. Đó không phải tổ của mày luôn á. Oh my god. Hãy xài cái có skill touch để mà có thể đập lên. Yep. Nếu các bạn nào muốn trang trí nhá thì xài skill touch. Và có nhiều cách để mà những con ong nó không thể nào chích bạn được. Có rất là nhiều, mình nghĩ là có một cách. Nó chính là các bạn phải xài một cái campfire, một cái lửa trại. Vẫn còn lửa nhá chứ. Và để cách xuống dưới đây khoảng 2 block. Ok, để tầm thứ hai. Cách cái này 2 block. Thì khi mà có nhiều ong xung quanh đây, đây mình sẽ cho các bạn xem. Oh my god, nó hơi bị ngu một xíu nên là các bạn không cảm. Thì các bạn có đập tới cái này. Ờ không, nó vẫn. Ây da, ây da. Mình nhầm. Không phải là đập cái tổ ong mà là các bạn chỉ có thể lấy được mật ong. Nếu mà các bạn lấy mật ong mà các bạn lấy mật ong á mà các bạn không đặt cái này ở dưới ấy, thì nó sẽ dẫn không mấy con ong nó sẽ vẫn chích vào người bạn. Nếu không có cái campfire dưới con mấy con ong, các bạn lấy mật ong ấy, nó sẽ chích vào người bạn giống như ngoài đời luôn ấy, là các bạn chạy tới bạn giật mật ong của ong mà không có hỗ trợ bất cứ cái gì thì nó sẽ chích thẳng vào người bạn. Nguyên một bầy ong nó sẽ dí vào bạn và nó sẽ chích đấy. Nên là các bạn bắt buộc phải có cái campfire dưới đây để các bạn, nếu bạn nào mà muốn lấy mật ong. À, những con ong này rất sợ vào trời tối. Các bạn có thể coi time set này. Những con ong này thường hoàn toàn có vẻ như không thích trời tối luôn. Nên là khi mà trời tối thì nó sẽ tìm cách về lại chuồng của nó. Đấy. Hoặc là đứng dưới một cái cây nào đó. Nhưng mà thông thường sẽ là về lại chuồng. Và nếu các bạn
nó cũng không hề thích có mưa một chút nào cả. Như vậy đấy, mình sẽ bật mưa này. Và những con ong này bắt đầu, những con ong mà đi ở ngoài đường nãy giờ ấy, sẽ bắt đầu tìm một cái chỗ nào trú. Đấy các bạn thấy không, đang trú dưới cây luôn rồi nè. Nó không bị mất máu hay chết gì đó bởi vì trời mưa đâu, nhưng mà nó nghĩa là mình, nó không, nó cũng sợ mưa ấy, nên là nó trú dưới mấy cây thôi. Tới giờ chọc ong cực mạnh rồi. Đâu rồi, sau khi chọc ong cực mạnh thì mình cũng sẽ kêu gắng chờ lấy mật đủ. Ok, mình sẽ lấy cái tổ này của nó. Bụp, mất cái tổ nè. Ủa, sao không có con ong nào bực mình vậy? Mất cái tổ nè. Oh shit, mình nghe gì đó. Ow, nó sẽ chích mình. Ow, nếu mà các bạn đặt qua iPhone thì nó sẽ không chích các bạn, nhưng mà các bạn đang ở chế độ normal thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ chích các bạn rồi. Rồi chạy lên, chạy ra đây các bạn ơi, chạy về dưới nè. Vô, chạy dưới nè. À, và bạn thấy cái gì nó đang rơi không, như kiểu phấn hoa hay là cái gì đó ấy, mình sẽ không biết cái đó là gì, thì cái đó có thể giúp cho các bạn giúp cho cái cây trồng của các bạn có thể phát triển tốt hơn. Nếu bạn không tin thì có thể nhìn đây. Ok, với đặt một hoa trên đây là được các bạn ạ. Đặt một trong hoa trên đây, đặt một con mực ở đây và đóng lại. Còn con ông này nó sẽ tự động lấy cục mực ở trong đây và nó sẽ đi vòng trong cái hang này. Và các bạn hãy nhìn xem cái cây nó phát triển nha. Đấy, cây thấy không, rơi nhiều xíu thì cái cây này sẽ tự động phát triển. Yep, rơi nhiều lên, rơi càng nhiều càng tốt, và cái cây nó sẽ tổng lên một xíu, mà không còn phải xài bơm mil hay là cái gì cả. Nó sẽ phát triển nhanh hơn. Và xong, chúng ta đang có một cái chỗ để mà lấy được mật ong. Thì nếu mà các bạn muốn lấy mật ong như mình đã nói, đây, cây xia, thì cái cây xia này, hoặc là các bạn xài trước hết thì các bạn nên xài một lọ bottle, bởi vì nếu mà các bạn muốn có đồ ăn ấy thì đây là một loại thức ăn mới. Empty bottle cái. Ok, đây là một loại thức ăn mới trong Minecraft và đấy, các bạn có thể lấy mực ra bằng cái này, nó ghi là honey bottle, và khi các bạn đói các bạn có thể ăn. Bởi vì uống cái loại chứ nó sẽ hồi lại cho các bạn khoảng tầm đó tầm 3 cái thanh máu, 3 thanh thức ăn. Và bạn nghe tiếng này. Ok, nghe cũng rất là gì và này nọ, gọi là gì và này nọ. Yeah, và cuối cùng cũng xong, mình đã làm hoàn thành xong cái lồng để nghiên cứu rồi các bạn à. Oh my god. Touch. Đâu rồi, đây. Yep, đặt lên kính thế này và tập mấy con ong ra. Nó sẽ có rất nhiều những con ong để phải lấy những cái bông hoa này và vào lại cái lồng này để chúng ta có thể có mật ong nhanh nhất có thể. Đấy, chưa gì hết đã có rồi. Yes. Và nếu các bạn muốn lấy cái đó mà không bị ong chích như mình, khoan, mình sẽ làm cái ví dụ không có cái campfire dưới nha. Các bạn lấy cái đó, búp, lấy, biu. Sau các bạn sẽ bị ong chích bởi vì các bạn đã lấy mực của nó. Oh my god, đây các bạn ấy đâu quả trưởng ra. Oh, mình để một lỗ hổng. Oh my god, chết rồi. Ý, những ông này sẽ chạy đi được. Rồi, thế này thì hết chạy nha con. Mọc thêm nè. Đấy, cái này hết chạy. Chúng ta có hai ở trên và ở dưới để con ong này có thể lấy mật nhanh nhất có thể. Ok, sau một khoảng thời gian rất là nhiều thời gian luôn, bởi vì cái này nó lâu vải trưởng ra, thì chúng ta cũng đã có được. Oh shit, mình vẫn chưa lấy cái kia, chưa cái kéo. Ok, sau một thời gian thì nó cũng có, và đây sẽ là cái cuối cùng mà mình làm trước khi kết thúc video này. Các bạn đã thấy khi bạn đặt lưỡi đây, các bạn lấy cái này đi, búp. Những con ong sẽ không bao giờ tức giận. Và bạn sẽ lấy nó một cách bình thường nhất. Thì cái này để làm gì thì mình, các bạn có thể đặt cái cục gỗ đi. Đặt gỗ này đi, cho đỡ phải bay ra. Mình không biết tại sao mình ghét tiếng ong, nhưng mà mình vẫn thích nghe tiếng ong trong đây nhé. Đấy, để cho cái này lên chỉnh không. Và các bạn lấy gỗ ra làm các bạn chế tạo.
Sau khi làm bản chế tạo xong thì các bạn hãy kiểm tra sắc của các bạn và nó sẽ có một cái tên là Beehive. Và các bạn có thể chỉ cần chế tạo ra cái Beehive, cái này là xong. Mình thật sự vẫn không biết cái Beehive này làm gì. Cái này có thể dùng để chứa những cái lọ nước của những con ong, những cái lọ mật ong ấy. Mình sẽ thử xem. Bee nè. À honey chứ nhỉ, honey. Đây, mình sẽ để hai cái luôn. Thì mình cũng không biết là để vào trong đây là để làm như thế nào nữa. Cái này chỉ chế tạo ra xong rồi để chân à. Tại những con ong nó thường thường nó chỉ vào tổ thôi chứ nó cũng sẽ không bu vào cái này để mà các bạn có thể kiểu lấy cái gì ra hay là gì hết nữa. Nhưng mà cái này được tạo ra bởi một ong nên là mình nghĩ nó sẽ làm cái gì đó, nhưng mà mình vẫn không biết cái này để làm gì, nên là các bạn nếu các bạn biết hãy bình luận phía dưới giúp mình. Ok, đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Mình đang giới thiệu con ong ở phiên bản 1.15 cho các bạn. Và nếu các bạn thực sự thích video clip này, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình sẽ hẹn các bạn vào video ngày mai. Bye bye.